sao các bạn? Tám đang làm đồ ăn, nhưng mà Lê Quang hỏi làm cái gì. Đây à, anh Lê Quang nè, đó. Ông hỏi mình làm cái gì nè, anh cầm máy vô em đi, rồi em nói chuyện với anh nghe nè. Đây. Rồi. Biết lỗi gì không? Nhớ cái cơm gà hôm bữa mua đọc chín chín không? Đúng rồi. Đó, còn dư nè. Còn dư cái em biết anh làm gì không? Xào lên. Xé gà lại ra, còn một cục gà. Xé ra nhỏ ra. Cơm chiên gà cơm. Xé. Cơm lạp xưởng. Em bỏ lạp xưởng vô, em bỏ bơ vô. Cái chiên lên. Ăn. Anh không ăn được tại em ăn. Đúng rồi. Anh Quang mãi mới ăn cơm xong rồi. Bây giờ cái này của bà Tám. Để nêm gì cho em miếng thịt nêm vô. Cái su cô của chúng ta. Trời ơi, mới bỏ ớt sa tế vô ăn. Bỏ miếng ớt sa tế vô. Được con trời chế đại vậy đó. Chế đại vậy đó à, tại vì mình tự mình ăn mà mình chế ra vậy đó. Mình chế ra mình ăn. Ây da, nóng quá. Ngon. Thèm không? Nhìn màu cũng ngon. Hồi đó mình nhớ mình chiên cơm cho em ăn không anh? Bây giờ anh không chiên cơm cho em ăn nữa anh? Lục nghề. Lục nghề hả? Cho bột nêm mà cho muối. Bột nêm không thấy đâu hết. Thôi kệ, muối cũng được. Chút thôi, có gì ăn bỏ nước tương thêm. Đúng rồi, nước tương với lại tương ớt ha. Ồ, quên bỏ trứng. Đập trứng vô quá anh ơi. Trứng gì nữa? Đập trứng vô nó ngon. Thái trứng. Đập trứng nha. Được không? Được. Được không? Thì muốn đập đập thôi. Đập nha. Đợi xíu nha. Đập trứng vô con. Cái gì cho ông tét ra ăn ké với. Tét không có phải ăn trứng. Như là món tự chế. Trời phá luôn. Kệ đó. Cái gì cũng vô bụng mà. Cho nên là mình cứ việc là mình tự mình ăn. Ai ăn đâu mà mình sợ. Đúng không? Bữa nào anh làm mà cơm chiên cái gì? Quên rồi. Cái gì hoàng hoàng. Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng. Anh làm lại con chiên Ngọc Hoàng cho em ăn nha. Lục nghề. Lục nghề ti á. Thôi để em làm nhanh ăn ha. Thôi nhưng mà cơm của anh. Thôi em lấy cái cơm mà đó đó. Cái cơm mà của anh hay ăn á. Chiên cho anh ăn ha. Còn cơm này không được. Cơm này cơm gà đã bán ngoài. Cơm mà cơm thường anh ăn không được. Cho nên mình để mình bỏ uổng quá. Mình phải làm. Cơm gà này hôm bữa mua là từ trước khi đi chơi tới giờ luôn á nha. Đó phải không ta? Nào, sau khi đi chơi. Ủa sao? đúng rồi, sau khi đi chơi. Mới đây mà. Thấy ghê không? Thấy ghê không? Ghê. Ngon. Được rồi. Rồi. Đợi tét nó ra cho nó ăn miếng cho em ăn cho mẹ con ăn coi nó ăn nó thấy vào ơi. Cầm camera mỏi tay không anh? Tay cầm có cái đàng hoàng không anh? Hay là anh cầm chỉ từ lưa từ la vậy anh? Rồi ok. Anh tắt đi, anh đi coi TV đi. Rồi. Ok. Đây, dĩa cơm chiên của chúng ta đã hoàn tất.
Và bây giờ mình đem ra ngoài mình ăn. Và không có thịt tiêu, tại vì mình không có thích ăn tiêu. Bây giờ mình đem xì dầu, nước tương hay là tương ớt ta. Thôi để ra coi coi biết, rồi hãy tính nhé. Ông Hoàng ông đang coi đá bánh. Các bạn coi nè, tỏi đen két, con ăn cơm chiên mẹ chiên nè, ngon lắm nè. Két 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 két, đây các bạn coi nè. Rồi coi nè, cô gái fan của tám cho tám nè, chanh nè, quýt nhỏ nè, trái hồng nè, ổi nè. Ừ, cô cho ổi mà thấy thương không, cho quá trời quá đất nè, ổi nè. Hai bịch nè, bên này một bịch nữa nè, bên này có một bịch ổi nữa nè, quá trời quá đất luôn, quá trời luôn. Xíu thôi nha. Đâu các thử đi, mẹ mới chiên đó. Xíu thôi nha. Ăn xíu thôi hả? Tại vì không có hẹn đi ăn tốt nghiệp với bạn. À, không có hẹn đi ăn hả? Rồi ăn thử đi. Trời ơi mọi người ơi. Ngon hả? Hiền không? Đâu qua hả? Mẹ chiên. Sao ngon hả? Biết mẹ chiên cái gì trong đó không? Là thửa. Gì nữa? Gà. Gì nữa? Trứng. Gì nữa? Tình yêu của mẹ. Là gì? Bơ. Phải bỏ tương ớt vô nữa. Trời. Thôi đừng ăn nữa đi, ăn tiệc mà. Ngon, nó ăn hoài kìa. Để dành cho con. Để dành cho cá hả? Ừ, mẹ ăn một miếng à. Ba ăn rồi, ăn cơm của ba rồi. Mẹ ăn khúc đây thôi để dành cho cá ha. Xong rồi cất về nào cũng đói mà. Hầm lên ăn ha. Ok, ok. Trời ơi, Thư nè, Thư từ gỡ ra mà đọc không có biết đọc, phải để đây để thôi quên. Rồi tính lực tám ăn nè. Trời ơi, con ăn nữa hả cá? Một đội bóng sẽ mạnh hơn khi có được sự bọc lót như thế này. Và thì ăn rồi còn ăn nữa. Mà siêu thích. Ngon không? Ngon. Chứ ăn đi đây là chai tương ớt các bạn, mình bắt đầu mình ăn thử nhé. Mình sẽ xớt ra một miếng mình ăn rồi mình để dành cho bé té. Cơm chiên này là cơm chiên tả bí lù, tại vì tắm những cái gì mà tắm thích là tắm bỏ vô đây hết. Bơ, lạp xưởng, trứng, gà là tại vì nó dư, chứ bình thường mà tám cũng không bỏ gà vô, tại vì nó dư cái cục gà, ăn còn dư cái cục gà với cơm, cho nên bỏ uổng, cho nên là mình phải bỏ vô luôn, mình xé vô luôn, chứ thật sự là tám không có. Trời ơi, cái ớt này nó bị nghẹt rồi. Thật sự là không có tắm, không muốn bỏ gà vô. Rồi. Ngon quá. Tự ăn, tự làm, tự ăn, tự khen. Ngon quá. Anh muốn ăn thử qua em riêng ăn không anh? Ngon mà, nhìn thấy ngon. Đúng là anh chiên cho anh bằng cái cơm của anh nha. Ừ.
hồi nãy Lê Quang ăn thơm với lại canh khổ qua với lại hồi nãy ăn cơm với cái gì anh, canh khổ qua với gì anh? Khổ qua với thịt, thịt kho hả? Anh canh khổ qua với gà xào xả ớt, thịt kho gà xào xả ớt, gà kho xả ớt. Nói lắm cũng tính ăn chung mà thèm ăn cái này. Ăn thêm một miếng nữa. Ủa nè, anh có ăn hết nguyên tô canh đó không? Không. Ủa còn hả? Còn cục. Anh bỏ chậm hả? Không, anh để đây nè. Chiều anh lên ăn đó, em ăn ăn đi. Vậy em lấy em ăn nha. Đây canh khổ qua đây. Còn hai cục mà ảnh ăn có một cục, anh còn để lại một cục thì tám ăn. Ăn cái gì vậy? Ổi hả? Ăn còn nhiều nhỉ? Lý dành nhân cát. Ủa, cát để không ăn nè. Nó ăn mấy muỗng, nó phải đi ăn với bạn đó. Ủa đi hả? Nó kêu để dành cho nó à. Em sao ăn hết được. Ngon quá. Mình tự mình làm á, mình tự mình làm mình ăn mình thấy ngon quá, đã lên. Ngon thiệt đó nha, không phải mình làm mình mới khen đâu, ngon lắm mới ăn đó. Tỏi đen này là ở phở hoa xoan bán. Ai mà muốn ăn tỏi đen á, một ngày Lê Quang ăn 2 tép. Muốn ăn tỏi đen thì tới chỗ phở hoa xoan ăn. Cứ quên lộn mua chứ. Nè, đập số điện thoại luôn nè. 714-638-4886 nha. Em nghe chị. Alo, Sam ở đâu vậy? Ở nhà hả? Vậy em đang ở nhà. Chị kia chị tới, chị cho ông ngoại một chai rượu chát và cho ông ngoại một chai rượu vang. Champagne. Ơ quên lộn. Champagne. Nè, cái này là có chữ champagne luôn á. Là ông ngoại khoái liền luôn á. Với lại chị đưa cái đồ sạc, cái đèn pin cho ông ngoại. Xong, bây giờ tao ăn xong rồi. Thèm quá, muốn ăn nữa mà no. No quá không, ăn như đó đủ rồi. Bây giờ mình gọt ổi mình ăn ha. Mình gọt ổi mình ăn ha. Mình đem rượu qua đây để có gì. Chiều nay không có rảnh nè. Chiều nay không có rảnh em qua. Chắc tối quá, tối không biết rảnh không. Có gì ngày mai đem ra cho ngoại cũng được. Hồng ăn đi.
Hả? Cái mỡ gì để phòng nó được đừng. Cái gì? Phòng. Nó chẳng nha ai. Ủa giờ nó đi ăn. Không biết đâu nó đi, tôi cũng tưởng là đi đâu vậy. Ừ, tưởng như. Đi ăn. Đây mày kể cho Két nghe là Két. Đây mày kể cho nghe. Nghe đây. Ủa cái này cái gì vậy? Cái gì anh? Biết. Ăn cho. Ủa Két. À Két mua cho mẹ hả? Két kể cho Két nghe nè. Nãy ba hỏi á, mẹ Két đâu, nó đi rồi. Nó đi rồi. Cái xong cái hồ cái ba nó. Cái gì mà để trong phòng nghe âm sầm kìa, kêu nghe nhạc âm sầm ở trong á. Cái mày chạy vô mà hít con nằm đó. Cái xong cái chồng với ai? Cái ổng. Sao nói nó đi rồi? Giờ đi nè. Mẹ cũng tưởng con đi rồi, mẹ đâu biết đâu. Trời, tưởng nó xấu con. Tưởng ba nó xấu con. Ừ, mé một chút á. Mé một chút là tưởng Khang đi rồi. Cái gì? Nó xấu cái. Sao nó đi nhiều quá vậy? Sao em để cho nó đi nhiều quá vậy? Con chưa có kể cho mẹ nghe cái vụ con đi con sợt nha Két. Chưa. Chưa là sao? Thứ hai rảnh không? Thứ hai quay. Được. Thứ hai sáng con đi tốt nghiệp. Xong rồi. Con về con rảnh nguyên ngày đó. Đi tốt nghiệp là đi đâu? Đi nhỏ bạn nó tốt nghiệp. Ồ. Đi bạn tốt con nghiệp. Tốt nghiệp hả? Ừ. Ủa là sao? Thì nó xong rồi nó tốt nghiệp. Ủa là nhỏ hơn con hả? Đã lớn hơn con. Ủa? À tốt nghiệp trường con á hả? Đúng rồi. Là lớn hơn con hả? Đúng rồi. Giờ con chưa có tốt nghiệp hả? Chưa. Chừng nào? Chưa biết. Cái gì? Cho miếng đó đi. Cắt cho miếng đó đi. Cắt làm đôi. Cho miếng đó rồi con đi. Cái gì nó cũng xinh hết á. Ngon. Sặc nước. Sặc nước. Tự nhiên vừa ăn hồng vừa uống nước là không, sao? Sặc cái nước hồng á. Kỳ vậy. Trời ơi, cái con này nó cũng mặn. Trời ơi. Bye bye. Bye bye. Đừng ăn sao con đi nha. Cái chừng camera nó nghe. Anh đừng nói xấu nó nha anh. Nó gắn camera trong nhà đó. Nó nghe. Này. Cái chạy quá hả? Thấy cắt gọ hồng ngon, thấy cắt hồng hay không? À, giờ mình tự cắt, mình tự ăn luôn nè. Chế cam cây nhà mình là em vô ưu tài hả? Nó ăn ngon quá hả? Chỉ cái năng có gì mùi thôi. Cái cây nữa lên nó ăn ngon ngọt. Phải gì đó. Anh cũng bị dụ hả? Không đâu ăn đâu, nhưng anh nghe thôi, nghe. Ủa sao lạ?
Trời ơi cam gì mà cái cây gì mà cam gì mà hả trời, nó đắng mà nó chua mà nó ăn vô mà nó tê cái lưỡi luôn ấy, cây quỷ thiệt luôn á, ăn mà nó tê cái lưỡi luôn á, ngộ ghê, cây kỳ cục. Ví dụ nó chua thôi không nói rồi mà nó tê luôn á, tê cái lưỡi luôn, ăn ghê sợ. Ăn nó chút xíu thôi đó chứ không phải ăn nhiều đâu. Thôi chắc mình đốn cái cây đó đi anh. Anh khi nào làm gì đó cứ để cho nó mát chứ cháy quá trời mà ăn cũng được. Có tiếng mà không có miếng mà hà. Sáng ngày 11 tháng 12, các huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Cạn cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của các nạn nhân mất tích trong vụ sập điểm khai thác khoáng sản tại thôn Kéo Nàng, xã Bảo Thi, huyện Chợ Đồn. Do địa hình là hang núi có nhiều đá to, sâu hơn 400 mét, lại có nhiều đường nhánh, diện tích nhỏ hẹp, chỉ cho phép một người bò qua. Đào bới rồi vận chuyển đất đá ra ngoài nên công tác cứu hộ diễn ra khá chậm, gặp nhiều khó khăn. Đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa thể liên lạc với những người mắc kẹt bên trong. Các nạn nhân được xác định gồm các anh Hoàng Việt Dũng sinh năm 1976 trú tại xã Ngọc Thái, huyện Chợ Đồn và anh Trần Văn Hoàng, hộ khẩu thường trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, tạm trú tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn. Hiện tại cửa hàng đang có khá đông người dân, người thân, người bị nạn tập trung hỗ trợ chờ tin tức của các nạn nhân. Người nhà các nạn nhân cho biết hai người trên đã đến địa điểm này khai thác vàng từ nhiều tháng nay. Ngay khi biết tin, họ và gia đình đã vội đến hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm và ngóng đợi tin tức của người thân. Thưa quý vị, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết vừa tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo công tác tại trường trung học cơ sở Mường Cang. Việc đình chỉ để xác minh thông tin liên quan đến clip thầy giáo đánh học sinh đang được lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc. Trước đó, vào chiều ngày 9 tháng 12, chủ tài khoản Facebook có tên là HN đăng đoạn clip kèm theo nội dung thầy giáo đánh học sinh giả mang tại trường trung học cơ sở Mường Cang, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Theo những hình ảnh trong đoạn clip dài hơn 20 giây, một người đàn ông đã có hành động túm tóc, tát liên tiếp vào mặt những học sinh nào trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. Sự việc xảy ra cách đây khoảng ngày 6 tháng 11. Đến sáng ngày 8 tháng 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên mới nắm bắt thông tin, sau đó có người đăng clip lên mạng xã hội, đồng thời một số phụ huynh phản ánh vụ việc. Được biết, người đàn ông trong clip này là thầy giáo dạy môn thể dục. Người này đã có khoảng 20 năm công tác trong ngành. Các em học sinh trong clip đang học lớp 8 của trường trung học cơ sở Mường Cang. Trời ơi! Huyện địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh điều tra. Thầy giáo đánh học sinh. Thầy giáo đánh học sinh quá trời luôn. Vừa xảy ra tại An Giang. Thưa quý vị, một cô gái trẻ sinh năm 1997 bị trộm mất xe tại tổ 8, khu phố Đông Ba, Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Có lẽ vì quá buồn rầu, sợ ba mẹ la mắng, cô gái đã uống thuốc tự tử và tử vong vào ngày 6 tháng 12 tại nhà ở An Giang. Trời ơi, mất. Chiếc xe bị mất mang biển kiểm soát 67M1-70046 khi đang để trước phòng trọ. Camera trích xuất cho thấy có hai thanh niên đi xe máy màu đỏ tới, một tên ngồi trên xe, tên còn lại dễ dàng bẻ khóa sau đã tẩu thoát. Trời ơi. Được biết trước đó cô gái chỉ nói với gia đình là bị mất thẻ xe, chứ không nói chuyện bị mất xe. Gia đình cũng không hề la mắng, nhưng do tâm lý lo sợ nên đã có hành động dại dột. Gia đình mong muốn có thể sớm tìm lại tài sản, xoa dịu nỗi đau cho cô gái trẻ. Trời ơi, mất chiếc xe đạp mà đi tự tử chết luôn. À. Hả? Honda hả? Ừ. Hồi xưa em bị mất chiếc xe đạp cũng may em chưa tự tử. Anh cũng bị lấy vậy à? Trời đất ơi. Cái dĩa cơm ở trước mặt tôi ghiền quá tôi. Ông tuyết. Một câu hỏi lại được đặt ra. 34 năm hải quan. Mập sủng ngon quá. Đó là câu chuyện của năm người. Ông Đinh Phương Hồ sinh năm 1961 yêu cầu bồi thường số tiền hơn 2,9 tỷ đồng vì những tổn thất tinh thần, sức khỏe và kinh tế khi ông phải chịu án oan suốt 34 năm qua. Ông Hoàng Trọng Lưu sinh năm. Bây giờ đến chương trình rửa chén. Bà Tám rửa chén như thế nào các bạn biết không? Mà
Tám phải đeo bao tay vô. Rồi bà Tám mở nước thiệt là nóng. Bà Tám mới được đó. Nước rất là nóng nên cho bà mới chịu nha. Chảo này nó nặng quá trời. Chảo này mình để bên này trước đi. Có miếng nước nóng ngâm ở đây đi. Để đây. Đó, bây giờ nước thiệt là nóng. Bắt đầu mình lấy ly nước của chén. Mình rửa cái ly trước. Rửa cái ly trước. Sau đó mới rửa chén sau. Ly này là sáng ông Lê Quang ông uống cà phê này. Kéo bên này. Ly ông uống cà phê đó. Mình rửa cái ly trước chứ không các bạn. Phải nói gì đúng không? Đó, xong bây giờ mình bằng rửa chén. Mình rửa bằng nước thiệt là nóng á, cho nên mình đều phải đeo bao tay, nó bỏng tay mình làm sao. Bỏng tay tắm làm sao. Chị Hương á thì chỉ có qua ngày thứ 3 với thứ 5. Ít thứ 3 với thứ 7. Cho nên là mình không có chị Hương thì mình làm. Mình muốn khỏe thì mình phải tốn tiền muốn chị Hương, còn mình muốn cực thì mình không có muốn người thì mình tự mình làm thì mình cực. Cái gì cũng vậy, muốn sướng thì phải bỏ tiền ra, muốn cực thì phải tự làm ăn của mình thôi. Không các bạn, mình ăn ít lại một tí mình chia cho người ta ăn với người ta làm phụ mình. Còn mình muốn làm cực khổ thì tiền nên mình ăn hết thì mình cực là như vậy đó. Cái gì cũng vậy, ai mà làm free cho mình, cho dù làm free mình cũng phải chia sẻ một ít chứ. Chưa bao giờ biết cái máy rửa chén là như thế nào. Tám chưa bao giờ có cái máy rửa chén. Tám không có máy rửa chén. Nhưng mà có tám cũng không rửa. Tám không hấp. Lẽ có mấy cái mình bỏ vô cái máy. Cái máy rửa chén là khi mình có tiệc tùng nhiều chén bát á, mình mới rửa. Cho nó lẹ. Hồi đó Tấm mới qua Mỹ á, Tấm tự làm không chứ đâu. Hôm nay là đâu có nấu ăn ở nhà đâu. Có nấu ăn lúc hồi đó qua Mỹ là ở Virginia làm. Nhưng một lúc ở qua Virginia, ở nhà chị Tâm Linh. Ở nhà Tâm Linh. Ở có một cái nhà Tâm Linh thôi. Ở chắc cũng phải 2 tháng. Một tháng rồi, không tới một tháng nữa mà đi về Việt Nam xong qua đây luôn á. Hà Linh để hồi bữa nào gặp Linh hỏi thử thôi. Rồi mình quên bà luôn mình đi mà. Ồ đúng rồi, mình đi ở này chưa tới một tháng hay sao, hoặc là đau lắm là một tháng à. Nhưng mà con két á thì nó ở đâu, con két nó ở đó tới qua là tháng 10 thì con bé nó bỏ cho tới tháng 5 tháng 6 gì đó, hay là tháng 8 gì đó, thì nó mua qua bên tháng 6 nó mua qua bên này luôn, tay lên luôn. Rồi bây giờ bắt đầu mình xả lại nước. Mình xả lại nước sạch.
như bạn nha, không phải một người đâu, mấy người lận khoái rửa chén, tốt nhà ai cũng dành rửa chén hết á, ngộ lắm. Ồ, cái người đó là đi tới nhà ai cũng biết đòi rửa chén á, như có hai ba người bạn như vậy đó rửa chén á, ngộ lắm. Còn có một người bạn nha, tới nhà người đó không bao giờ cho ai rửa chén hết á. Ừ, tại vì người đó, người ta rửa chén á, người đó cũng phải rửa lại vậy. Người đó không có đồng ý ai rửa chén cho người đó đó. Tại vì người đó rửa chén không biết cách kiểu gì không biết. Nhưng mà thôi để nó đi, thôi đừng có rửa, rửa tôi cũng rửa lại à. Ừ, vì không có vừa ý á, những cái cách rửa chén của người ta. Rửa cách rửa chén của người ta, cái kiểu của người ta như thế nào, kiểu riêng người ta rửa, người ta cảm thấy sạch hơn là để người khác rửa. Người khác rửa người ta sẽ không hài lòng, không? Chương trình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc. Bye bye, see you again. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.